Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã quá thương bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà chẳng có ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Kính chào ông bà và anh chị em, trong những ngày này chúng ta được mời gọi chiêm ngắm trẻ thơ Giê-xu nằm trong máng cỏ. Một hình ảnh rất gần gũi, đáng yêu. Tại nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội, có hàng chục trường mầm non trên địa bàn Hà Nội đăng ký để cho các em thiếu nhi đến vui Giáng sinh. Các em nhìn vào hang đá, thấy một trẻ thơ giang tay, các em thích thú. Phần lớn các em là người không có đạo, không phải trong gia đình người Công giáo. Vâng, thưa ông bà và anh chị em, hình ảnh của trẻ thơ Giê-xu cũng nhắc nhở cho chúng ta về con em của chúng ta, tương lai mà chúng ta nói là của đất nước, tương lai của xã hội và giáo hội. Tại Việt Nam, hiện tại, những người quan tâm đến vấn đề giáo dục rất buồn lòng, bởi vì hệ thống giáo dục dường như là phá sản. Chương trình đào tạo lệch chuẩn, đặt trên cái nền tảng cũng lệch chuẩn, một nền tảng hư hỏng, bởi vì người ta đào tạo nên con người vô thần, duy vật chất. Cho nên những sản phẩm mà hệ thống giáo dục ấy tạo ra, đó là những con người thờ ơ với anh chị em đồng loại, chỉ biết lo cho bản thân của mình và coi vật chất, những giá trị ở đời này là cứu cánh, là duy nhất. Đời sống tâm linh bị khô cằn, bởi vì người ta gieo rắc vào đó tư tưởng về các tôn giáo không được tốt đẹp. Trẻ hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ mời gọi mỗi người chúng ta hãy quan tâm đến việc giáo dục con em của chúng ta. Bài tin mừng theo Thánh Luca hôm nay chúng ta thấy ông Zacharia nói với dân làng, nói với bà con là cháu bé cái tên là Gioan, chứ không phải là tên nào khác. Người ta ngạc nhiên lắm, bởi vì trong dòng họ của ông chẳng có ai tên là Gioan cả. Bởi vì theo truyền thống của người Do Thái, đặt tên cho con cái của mình là đặt tên theo những người đã có cái tên đó ở trong dòng tộc của mình. Nhưng mà tên Gioan thì không có. Nhưng mà Zacharia nói là phải đặt tên cho cháu là Gioan. Ông Zacharia muốn đưa con của mình, đó là Gioan, đi vào trong chương trình của Thiên Chúa, bởi vì cái tên đó đã được sứ thần Gabriel nói, tên cháu là Gioan, tên con trẻ là Gioan. Và cuối bài tin mừng hôm nay chúng ta thấy Thánh Luca
ghi lại rằng mọi người để tâm suy nghĩ và tự hỏi đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây. Quả thật có bàn tay Thiên Chúa phù hộ em. Cuộc đời của Doan Tẩy Giả có bàn tay Thiên Chúa. Cho nên thương bảo và anh chị em, xin cho con cái của chúng ta, các thế hệ tương lai được đi vào trong đường lối của Thiên Chúa, đào tạo nên con người trưởng thành, giàu về trí thức và giàu về đời sống tâm linh, có Chúa ở cùng và có bàn tay Thiên Chúa phù hộ. Xin cho mỗi người chúng ta trong tư cách là cha, là mẹ, là ông, là bà, là những người chịu trách nhiệm về vấn đề giáo dục, ý thức được điều đó. Cảm ơn ông bà và anh chị em, và xin cho những ngày này chúng ta cảm nghiệm được niềm vui sâu xa của những người bước vào đường lối, chương trình của Thiên Chúa. Để rồi chúng ta hướng dẫn con em của chúng ta, các thế hệ đi sau của chúng ta đi vào cái con đường, cái chương trình đó mà Thiên Chúa hẳn mời gọi.